Mời các bạn đón xem Ninh Bình TV đi vườn. Nhau, hai bạn này, hai bạn đi học này. Đó, đây, đây, đấy chưa? Ôi, hai bạn nha. Chào tất cả các ông, các cụ nha. Đấy, chiều chưa? Rồi, bạn sau đây, hai bạn Ninh Bình và bạn Anh Thư bắt đầu là vào vườn bách thú của trời đấy. Đấy. Bạn Ninh phát biểu cảm tưởng về đang đứng ở hai con gì nhỉ? Hai con gì? Ai bảo hai con cá voi chứ? Nó là hai con cá voi. À đúng rồi, siêu quá mà anh Thư rất siêu nhá. Bạn Ninh, bạn Ninh đúng rồi. Sau đây bạn anh Thư cũng đứng vào. Rồi, bạn đi bắt đầu hành trình đúng rồi, hai bạn đấy. Đấy anh Thư đấy, anh Thư con đấy là con gì đấy? Bạn Ninh. Con gà máy. Đúng rồi, con gà máy gánh như nào? Cái đúng rồi, giỏi quá. Thế là bạn lại đi ra con khác nhá. Hai bạn bắt đầu đi vào bảy chú nùn nhá. Cô Tiên đâu nào? Bạn đi cô Tiên đâu? Cô Tiên đâu? Hai bạn có tìm cô Tiên à? Đây, bạn Anh Thư, cô Tiên đâu? Cô Tiên đâu bạn Anh Thư? Con voi nhá. Bạn Anh Thư chào con voi ơi, con voi to quá nhở. Trời, sau đây bạn Anh Thư sẽ lấn con voi. Đây, các bạn nhá. Vườn bách thú có một con voi rất to nhá. Trời, kinh cưa. Bạn Anh Thư đang cưỡi con gì đó? Con voi. Con voi có cái sừng to nhô. Ôi, bạn Anh Thư siêu thế nhỉ. Con voi này, cái sừng con voi của con voi này. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Anh Thư đang cưỡi con voi đấy. Ê, cái voi. Ôi, bạn Anh Thư. Bạn Anh Thư đi cưỡi voi cơ. Ôi, sợ. Voi con voi rất to. Anh Thư đang cưỡi con voi rất to nữa. Đấy, bạn Ninh có cưỡi voi không? Ê, siêu quá nhỉ. Bạn Anh Thư đang cưỡi con voi này. Hiểu chưa? Hai bạn đi chơi vườn bách thú. Mấy bạn kia bắt đầu là đang đi. Bạn Ninh đang đứng gần cô Tiên nhá, đang xem cô nó mặc. Cô Tiên mặc gì ấy? Bà đang khám phá cô Tiên nha. Cô Tiên mặc váy. Cô Tiên mặc váy à? Hôm nay cô Tiên mặc váy rồi. Đâu, cô Tiên mặc áo váy màu gì? Màu xanh nó biển có màu hàng đó, màu xanh là cây đây. Ờ, đúng rồi, giỏi quá. Con voi nó bạn anh Thư cho con voi đi đi. Thư, cho con voi đi đi. Con voi đang đá quả bóng à? Siêu nhờ. Thế bạn anh Thư có... Các bạn đang tiến tới con bạn anh Thư đang tiến tới con ngựa à, con nghé họ. Bạn anh Thư đang tiến tới con nghé họ. Đây là con nghé họ anh Thư ạ. Đó, bạn ơi, bạn anh Thư đã không cưỡi được con nghé họ. Bạn anh Thư đang tìm cách để cưỡi lên con nghé họ này. Chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chưa? Cưới con nghé họ. Ôi, bạn anh Thư cưới con nghé họ kiểu như là bạn anh Thư. Bạn anh Thư đã sẽ quyết định chèo con để cưới con nghé họ. Được rồi, bạn anh Thư đã cưới được con nghé họ rồi. Con gì đấy bạn anh Thư? Con trâu. Nào bạn Ninh đứng vào màn hình này nói. Hey hey, ngồi sau. Ôi chân kia. Bạn nhìn chưa? Anh Thư, ôi trời, các bạn có thích không? Các bạn đã cưỡi được lên con trâu, một con trâu to, một con trâu ngon. Đây. Bạn anh Thư, bạn Ninh ơi, bạn phát biểu, bạn có thích cưỡi trâu không? Có. Bạn phát biểu đi, mình là Ninh Bỉm đây. Mình là Ninh Bỉm, mình là cưỡi trâu.
Đúng rồi, giỏi quá, bạn giỏi quá. Ôi trời, thấy chưa? Ờ đúng rồi, sau đây bạn Linh Bỉm vào vườn của bảy chú Nùn nhá. Đấy, và cả bạn anh Thư nữa này. Ờ. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Bạn anh Thư và bạn Linh Bỉm đi học về cứ vào đây để chơi. Rồi, bạn anh Thư đang bơi sông. Bạn anh Thư đang bơi sông. Rồi, bạn anh Thư đang bơi sông nhá. Rồi, bạn anh Thư đang bơi ở sông đi con gà. Anh Thư có con gà ấy. Điều nhẩn thôi. Bạn anh Thư đây, bạn anh Thư xem con gà này nó có đẻ trứng không đấy nhá. Bạn anh Thư đang tìm trứng con gà đấy. Đây, cho con gà xinh đẹp thế nhỉ. À, bạn Ninh vào xem ông gióng đâu. Đi trước đi để quay bạn anh Ninh, anh Thư. Bắt đầu các bạn lại chơi con trâu nhỉ. Bạn này chỉ thích trâu. Bạn này chỉ thích trâu. Các bạn lại thích trèo lên con trâu để chơi. Ông trời, các bạn siêu nhá. Bạn anh Thư có thích không? Bạn anh Thư và bạn Ninh chỉ có thích cưỡi con trâu thôi. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đây bạn Ninh Bỉm đi vào ông gióng. Ông Thánh gióng nhá. Đấy, các bạn đâu? Bạn Ninh xem cái gậy của ông Thánh gióng đâu? Bằng gì nè, bằng gì? Đấy, bảo là bằng cỏ, gậy ông Thánh gióng là bằng tre chứ. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Cây là một cây tre đấy, trời, không biết. Ông gióng có khỏe không? Có, đúng rồi, đúng rồi, ông Thánh gióng rất khỏe. Nhưng mà ông Thánh gióng này có son mồm. Đúng rồi, ông bôi môi son này. Các bạn có thể đọc sự tích ông Thánh gióng được không nào, bạn Linh ơi? Đây, đây là ông Thánh gióng nhá, đây là ngôi nhà của vườn cổ tích này, rất đẹp của bạn ghế. Các bạn đang ngồi trong ghế trong nhà của ông Thánh gióng nữa, các bạn đang chơi. Đấy, bạn anh Thư đã ngồi đấy, ngồi phòng gióng đấy nha. Có rất nhiều trò chơi nha. Đấy, thấy chưa, dân gian của cổ tích, thấy chưa, thấy chưa. Đấy, bạn anh Thư đang cho bóng bang ăn đấy. Đấy, các bạn đến cho bóng bang ăn rất nhiều. Đấy, bạn Ninh nhỉ. Bạn Ninh cho bóng bang ăn đó. Trời ơi, bạn kia ở định làm con cá luôn. Trời, ai bảo nhảy về đấy. Đấy, bạn Ninh. Đấy, bạn Ninh đang cho bạn Ninh đang cho con bóng bang ăn đấy. Đấy, các bạn cho ăn bóng bang ăn no rồi. Bắt đầu các bạn đi. Hai bạn này đứng hai con thỏ rất đẹp nhá, siêu luôn. Ô đấy, thấy chưa, hai con thỏ xinh quá nhỉ. Con thỏ của bạn Ninh là con thỏ gì nhỉ? Bạn anh Thư đang cho bóng bang ăn này. Trời, siêu quá, siêu quá bạn anh Thư nhá. Ơi, bạn anh Thư đang cho con bóng bang ăn này. Ôi trời, siêu nhờ, ăn no nhờ. Bông bông bang bang, cơm vàng cơm bạc, chớ ăn cơm hỏng cháo hoa nhà người. Tình 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 tang, tình 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 tang. Bạn anh Thư cho bống bang ăn rất nhiều. Khả năng là bống rất no rồi nhá. Bống no quá rồi nhá. Trời ơi, bạn anh Thư này sờ vào cả má của cô bống nữa. Ôi trời, sờ môi của bống nữa nhá. Nhiều thế. Này, các bạn đang đến vườn cổ tích nhá. Vườn cổ tích của bảy chú Lùn ạ. Được chưa? Chiều quá. Thư nhá. Anh Thư đang tiến tới vườn cổ tích. Được chưa? Trời, siêu luôn. Các bạn đến vườn cổ tích nhiều luôn. Ô, anh Thư ơi, đi vào không nghịch đến đấy cô giáo.
Giờ đến vườn cổ tích, bánh thư nào. Bánh thư vườn cổ tích đi. Bánh thư xem cô Tiên đâu, cô Tiên đâu. Đó, bạn kia đi trèo xuống sông suối kia, chết không, đấy, bạn Ninh nhỉ. Ôi trời ơi, trèo hết xuống sông này, ngập đầu luôn. Chiều quá, ôi trời, bạn đã đi trên cầu gì cả. Con này bắt đầu đến chơi mấy con cá. Ôi, trời chưa. Các bạn đi nghịch kinh khủng luôn nhá. Đi. Ok. Nào, anh Thư đi. Đi. Rồi, các bạn đi ra vườn cổ tích rồi. Xin chào quý vị khán giả, sau đây Ninh Bỉnh sẽ về nhà. Nào.